Xin chào thầy và tất cả các bạn, mình là Hữu Duy, thuộc lớp IGH, anh văn chuyên ngành của thầy Nguyên. Hôm nay mình sẽ làm câu 2 do thầy hồi sáng đã phân công cho mình. Mình xin đọc lại đề như sau. Despite fluid resuscitation with packed red blood cells and fresh frozen plasma, the patient continues to bleed from the stump. Thromboelastometry upon blood is performed using rotational thromboelastometry machine, ROTM, to assess hemostasis. Initial ROTM result by external thromboelastometry, EXTM, readers follows clotting time, 32 seconds, normal range 38 to 79 seconds. Clot formation time is 507 seconds, normal range is 34 to 159 seconds, and maximum clot firmness is 28 millimeter, normal range is 50 to 70 72 millimeter. The FIBTM NCF is 16 millimeter, normal range 10 to 25 millimeter. A broad range statement regarding this patient coagulation include. Mình xin dịch lại đề như sau. Mặc dù đã cho truyền hồng cầu lắng và huyết tương tươi đông lạnh để hồi sức, nhưng mà bệnh nhân vẫn tiếp tục chảy máu từ mõm cụt. Xét nghiệm đàn hội đồ cục máu được chỉ định cho bệnh nhân. Kết quả đàn hội đồ cục máu ban đầu được đánh giá qua con đường đông máu ngoại sinh và có kết quả như sau. Thời gian đông máu là 32 giây, bình thường là từ 38 tới 79 giây. Thời gian hình thành cục máu đông là 507 giây, bình thường là từ 34 tới 159 giây. Độ cứng tối đa của cục máu đông là 28 mm, bình thường là từ 50 tới 72 mm. FIBTM MCF là 16 mm, bình thường là từ 10 tới 25 mm. FIBTM là một dạng xét nghiệm của đàn hồi đồ cục máu để đánh giá chức năng của fibrinogen. Câu hỏi là các kết quả trên hướng chúng ta sẽ làm gì tiếp cho bệnh nhân. Câu A là he required platelet, là truyền tiểu cầu. Mình chọn cái này đúng vì trong các xét nghiệm đánh giá chức năng, đánh giá hay con đường đông máu ngoại sinh đó, cho thấy thời gian hình thành cục máu đông kéo dài và có sự giảm của độ cứng tối đa của cục máu đông, cục máu, nên là có thể là do sự thiếu hụt tiểu cầu hoặc fibrinogen. Nhưng vì chức năng của fibrinogen trong xét nghiệm FIBTM MCF bình thường, nên có thể suy ra là do sự thiếu tiểu cầu. Trong các rối loạn đông máu gây ra bởi chấn thương, tiểu cầu có thể không hoạt động hiệu quả. Chúng ta không thể đánh giá chỉ bằng đàn hồi đồ cục máu. Một xét nghiệm tiểu cầu sẽ là cần thiết trong trường hợp này. Câu B, these values are associated with lower risk of multi-organ failure than if his ROTM result was in the normal range, là các giá trị trên có nguy cơ suy đa cơ quan thấp hơn nếu ROTM của anh ta vẫn trong phạm vi bình thường. Câu này mình chọn sai vì khi mà tăng nguy cơ chứ không phải giảm. Khi mà tình trạng rối loạn đông máu khi nhập viện sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong vì nó có thể dẫn đến hội chứng đáp ứng viêm toàn thân, systemic inflammatory response syndrome, SIRS, và suy đa cơ quan. Câu C là laboratory tests are required in addition to ROTM in order to assess clot initiation and clot strength. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm được yêu cầu ngoài đàn hồi đồ cục máu để đánh giá sự khởi đầu của cục máu đông và sức co của nó. Sai vì đàn hồi đồ cục máu đã thể hiện rõ huyết động đồ của quá trình đông máu toàn phần và có thể sử dụng để theo dõi từ lúc bắt đầu
quá trình đóng máu cho đến tiêu sợi huyết. Các xét nghiệm bổ sung trong phòng thí nghiệm là không cần thiết để đánh giá sự khởi đầu của cục máu đông và sức co của nó. Câu D là the results are consistent with reduction in hemoglobin levels, là các kết quả phù hợp với việc giảm nồng độ hemoglobin. Câu này sai vì đàn hồi đồ cục máu không cung cấp bất kỳ thông tin nào về mức độ của huyết sắc tố. Huyết sắc tố phải được đánh giá bằng cách sử dụng công thức máu toàn phần hoặc là mẫu khí máu động mạch. Câu Y là he requires fast frozen plasma. Mình chọn câu này đúng vì thời gian hình thành cục máu đông kéo dài do sự khởi phát hình thành cục máu đông và phụ thuộc các yếu tố đông máu. Truyền máu với huyết tương đối đông lạnh sẽ được chỉ định. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.